chưa mấy vé à Hải? Còn vé đâu? Đem có ba vé. Hai. Hai. Sao mà đem ba vé à? Vé là đâu? Vé đâu tôi nhìn chị rõ là sao trời. Yeah, 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 yeah.
quanh thùng, quanh thùng, quanh thùng, quanh thùng. Kẹp hàng lại, kẹp hàng lại. Kẹp hàng lại. Mấy anh này vui ghê. Lấy cái áo tôi. Đâu, có tiền rồi. Kìa, đó, 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 nó bò chính giữa kìa. Chạy hết rồi. Nó ra hết rồi, trời ơi. Nó bò ngay cái chân rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mày có cái gì vậy? Trời quá, trời ơi. Kìa, anh bây giờ. Không quá, hả? Chụp mắt rồi. Ủa lưới á, ủa lưới á. Nè coi chừng ba rớt xuống không à. Ba rớt á. Trời mà bắn không được. Đâu cái này đi. Kìa 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 kìa. Rồi xong mất ba đi luôn rồi. Mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Gà đang ngồi xuống. Không có dấu hổ đâu. Chứ không có nhận
Mới tự nhiên bây giờ tao mua nguyên cái lưới bự vậy nè, đó để đó kêu mỗi đứa đứng quấn cá đều quấn lên có cá kêu kêu nguyên lớp nhé, dài cá về hết viên trong á, nó mày thế là cũng bắt thấy rồi trong đó không có con nào hết á. Tao nhớ mày nhảy xuống cái nó tự nổi lên hết hình bất kỳ vậy. Thôi nhảy bắt luôn đi. Mày ngồi xuống. Cái này chơi thấy không lạnh. Chỗ thì sao hồi sáng bắt quá trời luôn, hồi sáng nước luôn lên nó trời nắng dễ bắt. Bắt rồi. Dưới nó dưới bốn người dưới nó chạy nhảy bờ. Ủa là lần sau mình đi mình bắt được buổi sáng. Giờ này nắng hơi không thấy. Đủ nước này màu vàng. Bốn người dưới. Cái mắt nó là đỏ không thấy gì không. Quay hoài luôn á.